Sáng ngày 13 tháng 4, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Nhận thấy việc ông Đỗ Hữu Ca nhận số tiền 35 tỷ đồng của các bị can trong vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội và uy tín cá nhân, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Đỗ Hữu Ca, Thiếu tướng, Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Ca đã nhận tiền chạy án cho chùm bán hóa đơn Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, hiện trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng và một số đối tượng khác. Ông Đỗ Hữu Ca cũng khai nhận đã nhận tiền của một doanh nghiệp nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để thực hiện việc chạy án và nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.